Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 380 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua phần thể hiện của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share video và ủng hộ cho Khánh Duy. Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Giang Nam nhìn Đạo Không Thiên Tôn lộ ra vẻ châm chọc, hắn lạnh nhạt nói: "Đạo Không đạo hữu, Đạo Quân Điện đã khó bảo toàn được, tiếp qua một lát nữa thôi, các ngươi sẽ phát hiện tòa thánh điện này sẽ không còn sừng sững tại cuối không gian thời gian nữa, mà sẽ cùng thời đại của tiên đạo dung hòa với nhau." Đạo Không cùng các đạo quân đã từng đi xem trường hạo kiếp kia, mặc dù là Thiên Tôn hoặc là người chứng đạo nguyên thủy như Đạo Không đều cảm giác được hung hiểm và sợ hãi. Thế nhưng Giang Nam nói trận tịch diệt kiếp trung cực này do chính bọn họ khởi lên, Đạo Không có chút không tin. Trọng Hòa Đạo Tôn cười nói: "Người thích nói chuyện giật gân sao? Nguyên thủy Thiên Tôn, Đạo Quân Điện đã sừng sững bao nhiêu triệu năm, người có biết không? Bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, Đạo Quân Điện vẫn ở nơi này. Mà những năm tháng về sau, Đạo Quân Điện vẫn sẽ cứ như thế, căn bản sẽ không bị phá hủy." "Không sai, tiên đạo bị hủy xong còn sẽ có đại đạo thời đại khác nữa, sinh sôi vô tận, diệt diệt vô tận. Chỉ có Đạo Quân Điện vĩnh viễn không ngã thôi." "Ta nói Đạo Quân Điện cao xa bậc nào, với kiến thức nông cạn của hậu bối như ngươi có khả năng đo lường được chăng?" Nghe vậy, Thiên Phi đột nhiên đứng bên cạnh Giang Nam nói: "Đạo Quân Điện là do chính bệ hạ tự tay tạo ra, nếu bệ hạ kiến thức nông cạn, chỉ sợ các ngươi sẽ càng thêm nông cạn thôi." "Thiên Phi, ngươi lại hồ đồ cái gì vậy? Ngươi đem người này nhận thức thành điện chủ sáng tạo Đạo Quân Điện sao?" Cửu Tư tiến lên một bước quát: "Người này là kình địch cuối cùng của Đạo Quân Điện, từng được ân huệ của Đạo Quân Điện rồi lại khi sư diệt tổ. Thiên Phi đạo tôn, nếu ngươi còn cho mình là phần tử của Đạo Quân Điện, lập tức qua đây, nếu không đợi khi động thủ, cả ngươi cũng sẽ hóa thành tro bụi." Thiên Phi lắc đầu nói: "Các ngươi khăng khăng một mực, tương lai ắt gặp kiếp số thôi. Thần tử đạo tiêu, ta rời đi Đạo Quân Điện lại có ngại gì?" Trong Đạo Quân Điện, các đạo tôn giận dữ trách mắng: "Phản đồ, bại hoại mà." Vô Cực cũng hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi quả nhiên lợi hại. Ngươi vừa tới Đạo Quân Điện liền sách phản Thiên Phi đạo tôn được rồi. Ta có thể đưa tới 22 kiếp ba tiền sử, tự nhiên ta có thể đuổi trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đơn giản là đang gạt ta thu hồi đạo trác mà thôi, miễn cho thời đại tiên đạo lâm vào hủy diệt. Ta thật không hiểu ngươi nghĩ như thế nào, rõ ràng không hợp với thời đại tiên đạo, lại cứ vì họ đánh sống đánh chết như vậy. Nếu ta là ngươi, đã sớm đem thời đại tiên đạo đánh cho hỏng mất tan rã rồi, biến thành hỗn độn hồng mông, tự mình khai mở một thời đại khác kìa." "Sao, đuổi trở về sao? Ngươi cho rằng Tịch Diệt đạo nhân ngồi không rảnh rỗi hay sao?" Giang Nam lạnh băng nói: "Ta chỉ sợ ngươi không thể đuổi được trận kiếp số này quay trở về đâu." Đạo Không lẳng lặng nói: "Tịch Diệt đạo nhân nhất định đã vẫn lạc, Đế cùng Tôn đã tìm được hắn rồi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Tôn, Tịch Diệt đạo nhân nếu đã chết đi, hắn làm sao có thể gây sóng gió được đây?" Giang Nam nhìn về hướng tiên đạo thời đại, chỉ thấy Đế cùng Tôn đã tìm được chỗ ẩn thân của Tịch Diệt đạo nhân. Đế Lân tế lên nguyên thần, không người cúi đầu, chỉ thấy thế giới thụ ầm ầm chứng lớn. Trong khoảnh khắc nứt vỡ hang ổ của Tịch Diệt, đem 99 chư thiên nở lớn lên. Thế giới thụ thông suốt 99 chư thiên, rễ cây bám trong vũ trụ, cành lá sum xuê, bao trùm cả 99 Tịch Diệt chư thiên. Còn Thanh Liên Tiên Tôn vươn ra ngón tay, hồng mông Thanh Liên xuất hiện, liên hoa mở ra,
rơi xuống dưới tảng cây thế giới thụ, chỉ thấy rễ cây đâm vào trong lỗ thủng liên thai. Hai nguyên thủy chi bảo liên hợp cùng một chỗ, đem toàn bộ 99 chư thiên phong tỏa lại. Đế Tôn cùng Tiên Tôn cất bước đi lên 99 chư thiên, đi thẳng tới tầng trời cao nhất. Vô số tịch diệt thú tràn ra đánh tới hai người. Từng thiên quân đạo quân do thần mẫu chế tạo cũng đánh tới. Còn chưa đến gần hai người đã bị hai bảo vật chấn đến dập nát. Hai người thế như trẻ tre đi thẳng tới tầng 99, đối diện với tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt đạo nhân khó có thể tránh khỏi kiếp số lần này. Thanh Liên Tiên Tôn cùng Đế Lân sẽ đánh chết hắn ta. Nếu hắn đã chết, ai có thể quấy nhiễu đạo trác của ta được đây? Vô Cực cười ha ha, nhìn sang Nam với vẻ châm chọc, thản nhiên nói: "Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, toàn bộ phỏng đoán của ngươi đều đã sai cả. Tịch diệt tỷ vong, kiếp ba đã tới. Ta phá hủy thời đại tiên đạo, sẽ cùng đạo không liên thủ chu diệt Đế Tôn. Nhân quả viên mãn, chứng đại đạo cuối cùng, tiếp tục thu hồi Vô Cực đạo trác, đem kiếp ba đuổi về tiền xứ, để đạo không mở ra một thời đại thuộc về cổ thần. Kế hoạch này hoàn mỹ ra sao đây?" "Hey, muốn thuyết phục một người thật sự quá khó khăn với ta, mà nói thuyết phục hai thiên tôn khó càng thêm khó. Một khi đã như vậy, chỉ còn có thể động thủ." Giang Nam thở dài, đặt tay lên kiếm, nhìn Thiên Phi nói: "Người đi thời đại tiên đạo chờ ta đi." Thiên Phi gật đầu, bay ra khỏi phạm vi bao phủ của đạo quân điện, tiến lên tiên đạo thời đại. Vô Cực mỉm cười nói: "Mặc dù ta chu diệt tiên đạo thời đại, trừ đi Đế Tôn, thế nhưng nhân quả đại đạo của ta còn chưa viên mãn được, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhảy ra khỏi nhân quả của ta. Thiên Tôn vẫn có tự mình hiểu lấy, chui đầu vào lưới, đưa tới cửa như vậy. Hôm nay thu dọn Thiên Tôn, nhân quả đại đạo của ta liền không còn lỗ hổng. Đạo không Thiên Tôn có cần giúp ta một tay hay không?" Đạo không nhìn sang Nam thở dài nói: "Thiên Tôn đắc tội rồi, những người khác lui về đạo quân điện." Mọi người vội vàng lui vào bên trong. Trước đạo quân điện, chân khí ma thiên tôn bắt đầu khởi động, dị tượng sản sinh. Đạo không hai đầu bốn tay, sau đầu Vô Cực hiện lên vòng nhân quả, vòng vòng đan sen. Sắc mặt Giang Nam rủ xuống, nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, thấp giọng nói: "Đạo không xuất khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên, nơi của ta là Nguyên Thủy Đại La. Vô Cực Thiên Tôn, Đạo không Thiên Tôn, để cho ta nhìn xem các ngươi có thể thoát khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên của ta hay không." Bốn chân của đạo không vừa động, ngay sau đó vượt qua dị tượng trùng điệp, một quyền oanh thẳng Giang Nam. Vô Cực cũng đồng thời phát động, một đám nhân quả hướng đỉnh đầu của Giang Nam chụp xuống. Chanh một tiếng, kiếm quang kinh thế sáng lên, trong nháy mắt mở ra không gian trùng điệp, chém thẳng lên một quyền của đạo không. Mái tóc Giang Nam loạn vũ, từng sợi tóc đen đâm thủng hư không, đem từng đạo nhân quả giáng xuống mà định trụ. Oanh! Hắn vung ra một trường, đối chiến một quyền khác của đạo không. Chân khí đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, tịch diệt kiếp cuồn cuộn tràn tới, chấn đến đại đạo trong cơ thể hai thiên tôn rối loạn. Lồng ngực của đạo không chấn động, truyền ra tiếng chuông. Tiếng chuông ngân vang như thiên địa sơ phân, có tia nắng đầu tiên hiện ra, nhật nguyệt dâng lên, nhất thời đem tịch thế kiếp của Giang Nam tách ra ngoài. Tiếng chuông ngân nga, nhất sinh nhất diệt. Đạo không cũng là thiên tôn, lấy thân chứng đạo, chứng nguyên thủy, phá giải tịch diệt kiếp của Giang Nam không khó khăn gì. Thân hình của Giang Nam sừng sững, lô bồng hiện lên, đối chiến với hai thiên tôn vây công. Hai người cũng không tầm thường. Đạo không tuy kém hơn Thanh Liên một bậc, thế nhưng cũng không bao nhiêu. Mặc dù Vô Cực không có đạo trác ở trong tay, thế nhưng lực công kích mạnh cơ hồ cũng ngang ngửa với đạo không. Bị hai tiên tôn vây công, áp lực của Giang Nam là có thể nghĩ. Tiên thiên lô bồng là tiên thiên chí bảo, nhưng bị hai người đả kích cũng không ngừng phá nát. Cũng may lô bồng thật thần diệu, liên tục sinh sôi, khiến cho hai người kia hận đến ngứa răng ngứa lợi. Đây mới thật sự là tiên thiên thế, mặc dù hai tiên tôn vây công cũng không cách nào công phá được. Giang Nam buông lỏng thân thể, đại la bảo kiếm nhẹ nhàng huy động, uy lực khủng bố bùng nổ. Mặc dù là đạo không đón đỡ một kiếm này cũng bị chém ra một vết máu. Thân thể Vô Cực Thiên Tôn cũng cực kỳ cường đại, thế nhưng nhục thể của hắn còn kém hơn cả đạo không, vì thế không dám đón đỡ kiếm quang của Giang Nam.
Cũng may pháp lực của họ vô cùng cuồng bạo, liên tục thay đổi đủ loại thần thông, nhất là nhân quả đại đạo của vô cực, quỷ dị khó lường. Nếu như bị hấp xả vào, nhất định sẽ bị thời gian ma diệt, thi cốt vô tồn. Xoẹt! Giang Nam đâm ra một kiếm, kiếm quang chấn động, hồng trung bay ra, sau đó liền nhìn thấy một vầng trăng sáng bay tới, tiếp tục một cung điện xuất hiện, sau đó là tứ phương đỉnh, 33 thiên bảo tháp, giao cầm, minh kính, thiên trụ, ma cổ, vũ phiến không ngừng tràn ra. Hàng ngàn pháp bảo đã tu luyện tới trình tự tiên thiên linh bảo, trong đó có cả trình tự chí bảo, uy lực bùng nổ, đem vô cực bao phủ. Trong lòng vô cực cả kinh, sau lưng hiện lên bảo thụ lấp lánh ánh bạc, từng kiện tiên thiên pháp bảo, linh bảo lơ lửng, hào quang tỏa sáng. Oanh! Một kích này làm đạo quân điện không ngừng chấn động, cũng may nơi này là cuối thời không. Mặc dù bị một kích cường hãn như vậy, thế nhưng cũng không thể làm hư hao không gian hay vật chất được. Ngay sau đó, dị bảo đầy trời lại bay trở về trong đại la bảo kiếm. Chỉ thấy bảo thụ sau lưng vô cực rách tung tóe, tiên thiên pháp bảo cùng linh bảo xoay tròn chung quanh bảo thụ, thế nhưng vỡ tan không còn một mảnh. Chỉ có gốc bảo thụ vốn là một người đã tiếp cận thiên tôn, sau khi chết đi biến thành tiên thiên chí bảo, vẫn chưa bị một kích của Giang Nam phá hủy hoàn toàn, thế nhưng cũng bị hao mòn hơn phân nửa uy lực. Đây là một kích khủng bố bậc nào đây? Chỉ một kích cơ hồ đem một tiên thiên chí bảo ma diệt thành tro bụi. Vô cực run lên, nhục thể của hắn không bằng đạo không, nếu bị một kích vừa rồi của Giang Nam đánh trúng, chỉ sợ đã rụng mất nửa mạng. Gia hỏa này mạnh mẽ không thua gì đế cùng tôn. Đáng giận nhất là lô bồng của hắn ta, làm gì có loại pháp báo lưu manh như vậy cơ chứ. Hai thiên tôn không ngừng xoay quanh công kích Giang Nam, không ngừng đánh nát lô bồng, thế nhưng không cách nào phá hủy tiên thiên chí bảo kia. Tên này không hề sơ hở, tiên thiên thế quả nhiên danh bất thiêu truyền mà. Qua thật lâu sau, vô cực thầm than một tiếng, cao giọng nói: Luân hồi đạo hữu, trọng hòa đạo hữu, hiện tại các ngươi có thể thúc giục đạo quân điện được rồi. Bên trong đạo quân điện, nhóm người luân hồi nghe được, trong lòng trầm xuống, lập tức ứng thanh. Linh nữ khẽ nhíu mày nói: Luân hồi đạo hữu, đạo quân điện này cũng có thể dùng để công kích được hay sao? Luân hồi chưa kịp trả lời, trọng hòa đã kể nói: Đạo quân điện chính là do hai vị điện chủ sáng lập thời đại nguyên đạo, tập hợp hàng trăm vị đạo quân cùng vô số thiên quân sở luyện ra, uy lực cực mạnh, chỉ sợ còn cường đại hơn cả Hồng Mông Thanh Liên vài phần. Luân hồi gật đầu nói: Đúng vậy, bảo vật này có thể xuyên qua thời gian, định tại cuối thời không, tự nhiên uy lực cực kỳ kinh người. Trong lịch sử chỉ có một lần thúc giục đạo quân điện, chính là cuộc chiến Nghiễm Đô Thiên Tôn trốn tránh, đổi tên thành Tịch Diệt Đạo Nhân. Lúc ấy nhóm người vô cực điện chủ muốn thúc giục đạo quân điện oanh giết hắn ta, thế nhưng vừa mới kích thích thì Tịch Diệt Đạo Nhân đã chạy trốn tới Huyền Đạo Thời Đại rồi. Lúc ấy Nguyên Mẫu điện chủ lo lắng sẽ đánh nát Huyền Đạo Thời Đại, cho nên mới từ bỏ. Sao? Đánh nát Huyền Đạo Thời Đại ư? Linh nữ nghe vậy vô cùng hoảng sợ. Pháp bảo đạo quân điện lại có thể đánh nát một thời đại cổ xưa, hơn nữa đem cấp bậc thiên tôn oanh giết hay sao? Trong đạo quân điện, các đạo tôn khởi động tu vi, từng đạo linh quang tràn đầy dung nhập vào trong thần điện. Cửu Tư nhìn linh nữ cùng đại diễn trầm giọng nói: Chư vị đạo hữu, hiện tại chúng ta đã là một khối rồi, một vinh cùng vinh, một tốn cùng tốn, còn cần chư vị đạo hữu tương trợ đem uy lực đạo quân điện thúc đẩy giùm. Nhóm người đại diễn gật đầu. Linh nữ thoáng chần chừ nhìn La Hầu La, sắc mặt của La Hầu La ảm đạm, nhẹ lắc đầu, không thúc giục đại điện. Mọi người hợp lực thúc giục đạo quân điện, chỉ thấy tòa đại điện cổ xưa nhất thời tràn ngập ra uy lực khôn cùng, uy lực càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khủng bố cùng cường đại. Mà vào lúc này, Giang Nam đang bị vây công, lập tức cảm ứng được không ổn. Uy lực đạo quân điện thật là đáng sợ, mặc dù là hắn cũng có chút hoảng hốt. Trong giấc mộng của lão thọ tử Công Giá Càn, Giang Nam từng tự tay cùng quần hùng thời đại nguyên đạo cùng nhau tạo ra đạo quân điện này, tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của đạo quân điện. Lão thọ tử cùng Giang Thái Khư chính là hai thiên tôn của thời đại nguyên đạo. Ngoại trừ họ, thời đại nguyên đạo còn có hơn 300 đạo tôn, không ít người cũng đã tiếp cận thiên tôn.
Từ thời đại Nguyên Đạo, luyện đạo quân điển, hơn nữa qua bao năm tháng, thật nhiều đạo quân cùng thiên tôn tế luyện. Pháp bảo này có thể xưng là đệ nhất pháp bảo từ trước tới nay được rồi. Giang Nam khẽ nhíu mày, đạo quân điện tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, hoàn toàn phá vỡ tiên thiên thế của hắn, phá hủy lô bồng. Mà hiện tại hắn đang bị vây công, không thể rời đi. Uy lực của đạo quân điện sẽ phá tan lô bồng, mà hắn tuyệt đối sẽ giữ nhiều lành ít. Đạo quân điện, nhắc tới ta mới nhớ, ta từng tham gia luyện chế ra đạo quân điện này. Giang Nam đột nhiên cất tiếng cười to. Một đạo linh quang bay ra, chỉ một thoáng đã dung nhập vào đạo quân điện. Các đạo tôn thiên quân trong thần điện đột nhiên cảm giác được một cỗ ngoại lực dũng mãnh tràn vào. Tiếp theo liền thấy pháp lực của mình đang không ngừng bị bức bách tách ra khỏi tòa thần điện này. Cỗ lực lượng này tuy không dị thường cường đại, thế nhưng không tầm thường. Mấu chốt nhất chính là cỗ lực lượng kia tự hồ hiểu rõ đạo quân điện vạn phần, dễ dàng liền tiến vào từng ngõ ngách, đem lực lượng của họ chen chúc đi ra. Phát hiện này làm cho mọi người thất kinh, không ngừng thúc giục bất diệt linh quang trong người mình dũng mãnh tràn vào trong thần điện, cùng cỗ lực lượng kia tranh đoạt quyền khống chế thần điện. Vô Cực không khỏi nôn nóng quát lên: Trọng Hoa, Luân Hồi, các ngươi đang chờ cái gì vậy? Còn không thúc giục đạo quân điện đánh chết kẻ này đi! Trong lòng Vô Cực rung mạnh, trong nháy mắt chợt nghĩ: chẳng lẽ tiểu tử Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật sự là điện chủ sáng lập thần điện chuyển kiếp hay sao? Mà ta mặc kệ, quản hắn có phải hay không. Nguyên đạo đạo quân đã chết rồi, chỉ còn lại Nguyên Mẫu cùng với Thiên Phi. Cho dù là điện chủ sáng lập ra, cũng chỉ có bên ta người đông thế mạnh, không làm gì được ta cả. Hắn lập tức thúc giục càng nhiều linh quang dũng mãnh tràn vào trong đại điện, cùng Giang Nam tranh đoạt quyền khống chế thần điện. Dù sao hắn cũng là điện chủ, hiểu biết thần điện thật rõ ràng. Hơn nữa Giang Nam đang bị phân tâm, còn có nhóm người Luân Hồi trợ giúp. Rất nhanh hắn đã chia sẻ nửa Giang Sơn thần điện với Giang Nam. Lập tức gạt bỏ linh quang của hắn ra, sau đó thúc giục đạo quân điện oanh giết hắn là xong. Vô Cực vừa nghĩ tới đây, đột nhiên lại có một cỗ lực lượng xâm nhập vào thần điện. Cỗ lực lượng kéo dài tinh thuần cổ xưa, không qua bao lâu đã chiếm được 3 phần diện tích thần điện. Là Nguyên Mẫu, nàng tỉnh lại rồi sao? Trong lòng Vô Cực cả kinh. Vào lúc này, Nguyên Mẫu liên thủ cùng Giang Nam đem hắn áp chế xuống. Đạo quân điện ầm ầm chấn động, Vô Cực kêu lên một tiếng đau đớn, bị oanh bay tại chỗ, thân thể nứt toác ra. Nguyên Mẫu, ngươi ý tứ gì đây? Nói thế nào, ta và ngươi đều là điện chủ đạo quân điện này, ngươi không nên trợ giúp người ngoài như vậy. Vô Cực tức giận gầm lên, thân thể nứt toác, hóa thành linh quang tương dung. Với thực lực như hắn hiện tại, thậm chí bị oanh trúng suýt nữa chia lìa, có thể biết một kích của đạo quân điện là cường đại bậc nào. Hơn nữa, còn dưới tình huống hắn đã giành được 3 thành quyền khống chế thần điện, nếu không hậu quả thật khó lường. Đạo không lập tức dừng tay, cùng Giang Nam, cùng Vô Cực tách ra, cảnh giác nhìn vào đạo quân điện. Tuy đạo quân điện cường đại, thế nhưng không thể công kích tùy tâm, muốn thúc giục thần điện cũng phải có thời gian. Đối với thực lực của hắn mà nói, tránh né công kích không quá khó khăn. Vô Cực điện chủ, tôn chỉ của đạo quân điện là không được can thiệp vào bất cứ thời đại nào, người đã vi phạm tôn chỉ của đạo quân điện. Nguyên Mẫu từ trong điện bước ra, ánh mắt đảo qua Vô Cực cùng đạo không, dừng trên người của Giang Nam, lộ ra vẻ căm tức. Giang Nam đem cảm ngộ đại đạo của hai vị điện chủ sáng lập thần điện truyền cho nàng, vì thế nàng liền mê muội trong cảm ngộ không thể kiềm chế, bế quan hơn 1 tỷ năm, bởi vậy nàng cũng có chút căm tức Giang Nam. Vô Cực điện chủ, người can thiệp tiên đạo thời đại, thậm chí gọi lên 22 kiếp ba hủy diệt thời đại này, đã không còn xứng đáng làm điện chủ đạo quân điện nữa rồi. Vô Cực đã khôi phục thân thể, nghe vậy cười lạnh nói: Nguyên Mẫu, tôn chỉ của ngươi đã lạc hậu rồi. Hơn 100 tỷ năm, 22 thời đại, đạo quân điện chưa từng có người tiến vào trung cực đại đạo. Tôn chỉ của thần điện căn bản chính là một sai lầm, mà tôn chỉ của ta có thể bước vào trung cực đại đạo. Ai cao ai thấp, liếc mắt liền nhìn rõ ràng thôi. Đến nỗi ngươi nói đuổi ta ra khỏi đạo quân điện, hiện giờ trong thần điện đều là người của ta, mà ngươi thì cô độc, như thế nào đuổi ta đi ra được đấy? Ngược lại, nếu ta đuổi ngươi, chỉ sợ sẽ không có người nào nói chuyện thành ngươi đâu.
Sắc mặt của Nguyên Mẫu nghe vậy trầm xuống, nàng cười nói: "Năm đó ta đưa ngươi vào đạo quân điện, xem ra thật là một sai lầm. Vô Cực, điện chủ sáng lập thần điện còn tại, ngươi không đuổi được ta. Hôm nay ta cũng không tính toán với ngươi, chỉ cần ngươi tán đi kiếp ba, ta sẽ không can thiệp vào ngươi. Nếu ngươi không làm tiêu tán kiếp ba, hôm nay ta chỉ có thể đuổi ngươi ra ngoài." Trong lúc nói chuyện, hai người Vân Thẩm giao phong đều đang cố gắng cướp lấy quyền trưởng khống thần điện. Hai người không ngừng giao phong pháp lực trong thần điện, tranh chấp kịch liệt, mà Giang Nam cũng xen vào bên trong, cố gắng đuổi Vô Cực ra ngoài. Đúng ngay lúc này, lại một cỗ lực lượng dũng mãnh tràn vào trong thần điện, rõ ràng là đạo không xâm nhập viện trợ Vô Cực Thiên Tôn. Bốn thiên tôn đứng trước điện tranh chấp ngôn ngữ, thế nhưng bốn cỗ lực lượng không ngừng chinh chiến, sát khí lẫm nhiên. Uy lực đạo quân điện quá mạnh, nhất định phải nắm trong tay, nếu không giao cho kẻ khác, ai cũng sẽ lo lắng. Mà vào lúc này, nhóm người luân hồi lại đem pháp lực của mình chuyển vào trong thần điện. 14 đạo tôn lại thêm 47 đạo quân là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Vô Cực cùng đạo không được họ viện trợ, dần dần chiếm cứ thượng phong. Tuy nhiên Giang Nam cùng Nguyên Mẫu lại phòng thủ, muốn đuổi hai người đi ra thật khó khăn. Mọi người không ngừng giằng co, tiếp tục tranh chấp. Đây là hành động bất đắc dĩ, bởi vì đạo quân điện không bị lạc ấn, chỉ có dùng sức mạnh để chiếm lĩnh. Mặc dù là ai cũng không thể đem thần điện làm của riêng được. Giang Nam quay đầu nhìn lại tiên đạo thời đại, chỉ thấy Tịch Diệt đang giao chiến kịch liệt cùng Đế và Tôn. Cuộc chiến đã vô cùng căng thẳng. Đế cùng Tôn dùng nguyên thần cùng pháp bảo của mình định trụ 99 chư thiên, đem dư ba chiến đấu của ba người phong tỏa, miễn phá hủy thế giới bên ngoài. Tịch Diệt đạo nhân cũng không tầm thường. Trước khi chư thiên bị phong ấn, hắn đã kịp thời thả thần mẫu đi ra ngoài, giao vào tay đạo tạng, đạo quân quản lý. Ba người đại chiến trong 99 chư thiên. Thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên đem chư thiên biến thành sân nhà của họ, cực kỳ bất lợi cho Tịch Diệt đạo nhân. Hiển nhiên Đế cùng Tôn đã sớm có kinh nghiệm đối phó với Tịch Diệt đạo nhân. Hai người đang không ngừng dùng Hồng Mông Khai Thiên cùng Nguyên Thần Khai Thiên để phá giải Tịch Diệt đại đạo, mà Tịch Diệt thì thúc dục Ma Cổ cùng Tịch Diệt Thiên Luân vẫn không thấm vào đâu. Thậm chí hắn không ngừng thúc dục Trung Cực Tịch Diệt để diệt hết đại đạo. Thế nhưng pháp lực của hai người kia đã siêu việt hơn hắn, bởi vậy hắn đã bị hai người toàn diện chấn áp xuống. Ma Cổ cùng Tịch Diệt Thiên Luân đã bị đánh cho đầy vết rách, tùy thời đều có thể bị phá nát, nguy trong sớm tối. Xem ra Tịch Diệt hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu như hắn chết đi, Trung Cực Tịch Diệt kiếp sẽ vĩnh viễn không đến được hay sao? Giang Nam như có điều suy nghĩ, đột nhiên trong lòng rùng mình. 22 kiếp 3, viễn cổ tăng nhanh thêm tốc độ tập kích tiên giới rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng hắn khiếp sợ, chỉ thấy kiếp 3 không ngừng tràn lên, gia tốc phóng mạnh về thời đại tiên đạo. Vô Cực, đạo không cùng nhóm đạo tôn đang tranh giành quyền khống chế, trưởng khống đạo quân điện, không rảnh thúc giục Vô Cực đạo trác kéo 22 kiếp 3, như vậy kẻ gợi lên kiếp 3 lại là ai đây? Không thể nào là Tịch Diệt đạo nhân được, hắn tự thân khó bảo toàn, như vậy kẻ gia tốc kiếp 3 rốt cuộc là người phương nào đấy? Trong đầu Giang Nam lóe lên như tia chớp, vẻ mặt Vô Cực cũng hiện ra thần sắc kinh nghi bất định, hiển nhiên hắn đã chú ý tới kiếp 3 dị thường. Trong 99 chư thiên, 17 chiếc chuông trên Tịch Diệt Thiên Luân không ngừng chấn động, trợ giúp cho Ma Cổ trào ra uy lực Tịch Diệt kiếp Trung Cực cuối cùng. Kiếp 3 càng ngày càng gần, uy lực khai kiện pháp bảo không ngừng tăng cường. Tuy rằng không thể đối kháng cùng Đế Tôn, thế nhưng chỉ tính từ uy lực đã tăng lên suốt mấy thành. Oanh! Thanh Liên đánh ra một chưởng, một cái chuông ầm ầm nổ tung. Trong chuông chất chứa một bộ phận Tịch Diệt kiếp của chú đạo thời đại, bị Tịch Diệt thu nhập luyện chế thành chuông. Thanh Liên đánh nát chuông, nhất thời làm cho Tịch Diệt kiếp chú đạo liền xuất hiện. Tiểu kỹ là trò vặt vãnh mà cũng muốn tổn thương ta sao? Thanh Liên cười ha ha, hắn nhấc chân lên, chỉ thấy trên Tịch Diệt kiếp của chú đạo lan tràn liên hoa, đem Tịch Diệt kiếp chấn áp xuống. Tùy ý cho khí tức khô vong, thiên nhân ngũ suy tràn ngập cũng không thể tổn thương được hắn mảy may. Mà vào lúc này, Giang Nam đột nhiên chú ý tới kiếp 3 chú đạo thời đại đột nhiên gia tốc, cuối cùng đã tiến vào tiên đạo vũ trụ hiện tại. Mà lúc này tại ma giới, Càn Khôn lão tổ thống ngự quần hùng giao chiến cùng đạo tạng đạo quân, song phương hành quân bày trận,
đều triển khai từng trận giao phong. Còn có quỷ bà Thiên cùng Đào Tạng dùng thần toán che đậy thiên cơ. Thiên cơ hỗn loạn cũng không cách nào thần toán được chính xác. Rốt cục trí tuệ của Càn Khôn cũng hiển hiện, liên tiếp giao chiến với đại quân Đạo Tạng, giết tới ma giới, trời sụp đất nứt, đạt không ít chiến công. Thân thể của thần mẫu bay tới, rơi vào trong tay của Đạo Tạng, nhờ vậy mới giúp cho hắn ổn định chiến cuộc, không đến mức tan tác toàn diện. Một ngày này, Vạn Chú đang ở trong chướng bàn bạc nghị sự, đột nhiên hết hồn, quát to một tiếng, đứng dậy nói: Tịch diệt kiếp chú đạo thể đại đã tới rồi, chư thiên đã hồn lĩnh của ta, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng các đạo quân cả kinh, vội vàng cười nói: Vạn chú đạo huynh hồ đồ rồi, hiện giờ chính là thời đại tiên đạo, tịch diệt kiếp chú đạo thời đại đã sớm trôi qua rồi. Vạn chú cũng không nói thêm lời nào, lao ra khỏi trứng bồng, đi thẳng tới đảng hồn lĩnh. Trong lòng Kế Đô vừa động, cũng đứng dậy nói: Một mình vạn chú đạo hữu ra ngoài không an toàn, khó tránh sẽ bị Đạo Tạng chặn giết đi, ai cùng ta đi bảo hộ hắn đây? Để ta đi. Thánh Ma cùng Quỷ Nhung cùng đứng dậy cười nói. Kế Đô mừng rỡ lên tiếng: Ba người chúng ta cũng đủ rồi, cho dù gặp phải mai phục cũng có thể ứng phó được, không tới nỗi phải chết đi. Ba người liền rời đi, truy theo Vạn Chú lao thẳng tới Đãng Hồn Lĩnh. Đãng Hồn Lĩnh chính là nơi ở của Vạn Chú trong ma giới, tạo ra 18 chư thiên, đem chú đạo thiên đàn luyện vào bên trong. Hơn nữa, hắn khổ công nghiên cứu thần hồn, trao đổi đại đạo thần hồn, phục nguyên cùng Giang Nam với nhóm người Quỷ Nhung, lại hướng Huyền Đô lãnh giáo tạo hóa đại đạo. Hơn 1 tỷ năm nay đã làm sống lại không biết bao nhiêu âm hồn bên trong chú đạo thiên đàn. Âm hồn sống lại không còn nhớ kiếp trước, bởi ba hồn bảy vía đã vỡ dụng. Vạn chú đạo quân bổ túc toàn bộ thần hồn cho họ cũng chỉ tương đương tái tạo một sinh mạng mới, không phải cố nhân của ngày trước. Thế nhưng vạn chú đạo quân lại xem những người này quan trọng hơn hết thảy. Hắn tạo ra 18 chư thiên đãng hồn lĩnh, bảo hộ cho bọn họ, cung cấp nơi ở cho bọn họ sinh tồn. Hiện tại, 18 chư thiên đãng hồn lĩnh cực kỳ phồn vinh và hưng thịnh. Khi ba người Kế Đô, Thánh Ma cùng Quỷ Nhung đi tới đãng hồn lĩnh, đột nhiên trong lòng chợt lạnh, chỉ thấy 18 chư thiên hoàn toàn rơi vào tịch diệt. Đủ loại kiếp quang tàn sát, kiếp vũ giáng xuống ăn mòn hết thảy. Đại ma bàn lăn lộn như lốc xoáy, cắn nuốt sạch sẽ. Tiếng trống tận thế đoạt lấy tính mạng của mọi người. 18 chư thiên đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Chư thiên rách nát, trời sập hãm, tinh tú tan biến, tinh hệ gãy vụn, ngân hà hóa thành tro tàn, sinh linh tử vong nhiều vô số kể. Trong 18 chư thiên có hàng triệu triệu sinh linh hiện giờ đã bị diệt sạch chín thành. Sao lại như vậy? Kế Đô thất thanh nói: Vạn chú đạo hữu đang ở nơi này. Thánh Ma đột nhiên chỉ vào nơi xa, chỉ thấy vạn chú thiên chung treo cao, tiếng chuông chấn động không dứt, đẩy lùi kiếp quang cùng kiếp vũ, triệt tiêu tận thế kiếp âm. Thế nhưng vạn chú thiên chung chỉ có thể bảo hộ một người không bị tịch diệt kiếp tiêu diệt, mà ở dưới chuông lại có trăm vạn sinh linh bị tịch diệt kiếp hoành hành, làm vạn chú thiên chung tràn đầy vết rách, lung lay sắp đổ, tùy thời có thể sẽ vỡ dụng. Lên! Kế Đô gầm vang, sát đậu đổ chướng lớn đột nhiên áp xuống chấn trụ tịch diệt kiếp, đem tịch diệt kiếp chấn áp một mảnh lớn. Kế Đô hừ một tiếng, sát đạo đồ chấn động không dứt, khó có thể chấn áp tịch diệt kiếp được. Hắn không thuộc về chú đạo thời đại, không có mặt trong kiếp số, thế nhưng lực phản chấn của tịch diệt kiếp khiến cho hắn không thể thừa nhận. Thánh Ma cùng Quỷ Nhung ra tay tương trợ, cuối cùng chấn áp một mảnh tịch diệt kiếp, thúc giục sát đạo đồ đi tới chỗ vạn chú thiên trung, bang một tiếng đem vạn chú đạo quân cùng cả trăm vạn sinh linh thu vào trong đạo đồ. Đã chết rồi. Vạn chú thiên trung ầm ầm bị phá nát, thân thể vạn chú đẫm máu ngã nhào dưới đất, ngây ngốc như tượng gỗ, đột nhiên gào to, khóc lên tê tâm liệt phế. Còn ta đã chết rồi, tuy hắn không nhận ta là cha hắn, thế nhưng hắn chính là con ta, hắn đã chết rồi. Kế Đô trầm mặc, hắn biết khi vạn chú đạo quân tái tạo sinh linh thời đại chú đạo thì đã tiếp tục tái tạo tiểu như tử mà hắn thương nhất. Thế nhưng thần hồn đã khác, sinh linh kia cũng không nhận thức hắn là cha, nhưng vạn chú vẫn đối đãi với hắn như con mình vậy. Mà nay tâm huyết hơn tỷ năm của hắn hoàn toàn hóa thành ảo ảnh. Tại sao lại như vậy? Thánh Ma lẩm bẩm nói. Ta cảm giác được kiếp số của ta cũng đang đến gần, vì sao đột nhiên lại bạo phát như vậy?
Sắc mặt Kế Đô, Quỷ Nhung cùng Thánh Ma đều ngưng trọng, nhìn ra bên ngoài sát đạo đồ. Giờ phút này, trong sát đạo đồ chỉ còn lại trên dưới 100 vạn người, mà vạn chú đạo quân bị trọng thương thật nặng, đạo tâm khô bại hoàn toàn. Hiện tại chỉ có 3 người bọn họ ứng đối trường hạo kiếp này mà thôi. Chỉ thấy sát đạo đồ bay đi nơi nào, tịch diệt kiếp cũng tùy theo mà đến, như hình với bóng, âm hồn bất tán, luôn bao phủ chung quanh, không cách nào thoát khỏi. Sự tình không ổn rồi. Kế Đô thở ra một hơi dài, thấp giọng nói: Vạn chú thiên trung vì bảo vệ 100 vạn người độ kiếp đã bị kiếp số đánh vụn. Hiện giờ chúng ta cũng không có pháp lực cường đại như vậy có thể chấn áp được tịch diệt kiếp của chú đạo. Dù sao đây cũng là tịch diệt kiếp của thời đại kia, nếu không tiêu diệt vạn chú cùng 100 vạn sinh linh này, nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu mà những đạo quân khác tới tương trợ, như vậy thực lực bên chúng ta sẽ yếu đi vài phần, chỉ sợ sẽ bị đạo tạng diệt trừ mất thôi. Là bởi vì ta, mới đưa tới trận kiếp số này sao? Là bởi vì ta mới tiêu diệt 18 chư thiên đã hồn lĩnh sao? Lúc này đây, vạn chú đạo quân đờ đẫn, đột nhiên cười ha ha, thả người nhảy ra khỏi sát đạo đồ kêu lên: Ta chết đi sẽ không còn kiếp số, ngươi đem con ta trả trở về đi. Mấy người Kế Đô vội vàng ôm lấy hắn, kéo hắn trở lại. Lúc này trên bầu trời, nguyên dục thái cực thiên, vạn tượng đạo tổ khẽ nhíu mày, chỉ thấy tịch diệt kiếp mạnh mẽ xuất hiện, vây hắn ở bên trong. Rõ ràng là tịch diệt kiếp thời đại chú đạo đã tái hiện. Chỉ là kiếp số mà cũng muốn tổn thương ta sao? Vạn tượng đạo tổ chỉ một ngón tay, nguyên dục thái cực thiên liên tục chấn động, cả thái cực thiên hóa thành thái cực, đem tịch diệt kiếp chấn áp xuống, không lây nhiễm lên thân. Thật kỳ quái, dựa theo dự tính của ta, hẳn còn cần thêm vài năm tịch diệt kiếp mới từ thời đại chú đạo đi vào tiên đạo thời đại, vì sao lại đến trước như vậy? Vạn tượng đạo tổ trầm ngâm, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, tịch diệt kiếp tiến đến sớm, sớm hơn dự đoán của hắn. Đột nhiên tịch diệt kiếp bị hắn chấn áp xuống, đột nhiên chấn động, đem hắn chấn đến khí huyết sôi lên, làm cho hắn chợt nhíu mày. Thực lực của hắn đã đạt tới đạo tôn đỉnh phong, cho dù là trong đạo quân điện cũng ít có đạo tôn ngang hàng với hắn. Thế nhưng kiếp ba này lại có thể làm cho khí huyết của hắn sôi trào, có thể thấy được kiếp ba mạnh hơn trong dự đoán của hắn. Cố kiếp số này tự hổ xâm nhiễm đại đạo, tiên đạo thời đại, cắn nuốt lực lượng thời đại này có chút không đúng lắm rồi. Vạn tượng đạo tổ tinh tế tra xét kiếp ba, trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy uy lực kiếp ba có chút biến hóa, không còn là kiếp ba đơn thuần của thời đại chú đạo, mà đã bao gồm đại đạo chú đạo trong thời đại tiên đạo. Nguy rồi, kiếp ba đang tương dung cùng đại đạo chú đạo trong thời đại tiên đạo. Vạn tượng toát mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện kinh khủng, đó chính là Ma Kha. Năm đó, Ma Kha chứng đạo quân, tu luyện chính là tịch diệt tiên đạo. Vậy cũng không có gì, thế nhưng Ma Kha nghiên cứu đại đạo thời đại tiên sử, đem chú đạo, ma đạo, thần đạo, yêu đạo thời đại tiên sử tịch diệt, hóa thành tịch diệt đại đạo, cũng đã luyện vào bên trong tịch diệt tiên đạo. Cũng may, Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí đòn sát thủ, đem hắn oanh giết, không cho hắn chứng đạo thành công. Thế nhưng sự tình lại biến hóa ngoài dự đoán của mọi người. Thanh Liên cùng tịch diệt trước sau, đem tịch diệt tiên đạo bổ túc đầy đủ, biến thành đại đạo cấp đạo quân. Mà lúc này, kiếp ba chú đạo thời đại đã buông xuống, đã tương dung cùng tịch diệt tiên đạo, uy lực trở nên càng mạnh hơn. Kiếp ba thời đại chú đạo đã tới, dù bỏ qua, nếu ta chuyển kiếp 9 lần, kiếp ba 9 thế cùng nhau cũng đi tới, dung hợp cùng lực lượng tịch diệt tiên đạo, ta còn đủ lực chấn áp hay sao? Mồ hôi lạnh tuôn ra cuồn cuộn, vạn tượng cảm giác sự tình đầy nguy cơ. Hắn chuyển kiếp 9 lần, nghĩ tới đời này là có thể vĩnh sinh bất diệt, thế nhưng bây giờ cần phải đối mặt với sát kiếp vô cùng gian nan lần này. Hơn nữa, hắn thậm chí còn không biết sát kiếp lần này rốt cục là từ đâu mà tới. Oanh một tiếng, trong 99 chư thiên, một tiếng chấn động kịch liệt truyền tới. Thanh Liên vung tay chém xuống chuông thứ hai. Chuông nổ tung là tịch diệt kiếp của Sa Môn thời đại sở luyện đã bị Thanh Liên nâng tay chấn nát. Hắn cười nói: Đế Lân, ta trước phá vỡ thiên luân để gạt bỏ nguyên tuyển lực lượng của tịch diệt. Ngươi ngăn cản trước một lát đi, sau đó ta sẽ cùng ngươi phá diệt hắn ta. Đế Lân đồng ý nói: Đạo huynh phải nhanh lên một chút đi, ta mơ hồ cảm thấy có chút gì đó bất an,
có một loại dự cảm rất xấu. Chuông bị phá nát, tịch diệt kiếp sa môn nổ bạo, Giang Nam lập tức chứng kiến trong thời không quá khứ, kiếp ba sa môn thời đại lập tức rung động, cao cao lật lên, đột nhiên gia tốc, lướt qua cự linh, hồn đạo, thần đạo, nhân đạo kiếp ba, tiến thẳng vào tiên đạo thời đại. Tiên giới vũ trụ, sa môn đại giáo huy hoàng một thời, có tinh vực vô cùng mở mang ở phương Tây, xây dựng cực lạc thánh cảnh, có được chư thiên vô số. Khổ hạnh giáo chủ đã thoái vị, đem chức giáo chủ nhường lại cho tam đức của Phật. Mặc dù tam đức của Phật là thiên quân đại viên mãn, thế nhưng vô duyên chứng đạo quân. Cũng may sa môn đại giáo có vài đạo quân, hơn nữa khổ hạnh giáo chủ là đạo tôn, tu vi vô cùng thâm hậu. Bởi vậy sa môn đại giáo chấn được một phương. Ở trong thời đại, bốn đại thiên tôn cùng tồn tại cũng cực kỳ danh tiếng. Sa môn đại giáo là thế lực trung lập, không thiên vị ai. Lần này cuộc các chiến trong ma giới, bọn họ cũng không tham chiến. Một ngày này, bên trong cực lạc chư thiên chư Phật, khổ hạnh giáo chủ đột nhiên xuất quan. Tam đức của Phật vội vàng xuất lĩnh chư Phật lễ bái. Khuôn mặt khổ hạnh giáo chủ đau khổ, thở dài nói: "Kiếp số của ta đã tới rồi, chỉ sợ không thoát khỏi. Nếu không cách nào độ kiếp được, ta sẽ thân tử đạo tiêu. Hôm nay cùng chư vị sư đệ nói lời tạm biệt. Sau đó lão tăng sẽ tìm một nơi không người, di thân hóa kiếp mà đi thôi." Chư Phật nghe vậy cực kỳ hoảng sợ. Hậu tôn vội vàng hỏi: "Sư huynh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khổ hạnh giáo chủ thở dài nói: "Kiếp ba sa môn thời đại đã tới, hung hiểm vô cùng. Đời trước ta còn hy vọng độ kiếp được, là bởi vì sư huynh khổ trúc tự thân hóa thành tiên thiên pháp bảo để cho ta lưu lại mạng sống. Ở đời này hoàn toàn không có hy vọng. Ta không chết, kiếp bất diệt. Chỉ có ta di thân hóa kiếp mới có thể làm cho kiếp số sa môn thời đại tiêu trừ." Các cổ Phật nhíu mày dò hỏi: "Sư huynh, chẳng lẽ thật không có phương pháp độ kiếp hay sao?" "Nếu đế cùng tôn ở đây, bất kỳ người nào cũng đủ chấn áp kiếp ba của sa môn thời đại. Nhưng hai người họ đã đi chu diệt tịch diệt đạo nhân, làm gì còn thời gian đến quản ta đây. Huống hồ sa môn đại giáo không đi nhờ vả bọn hắn cũng sẽ không giúp ta đâu." Khổ hạnh giáo chủ thở dài nói: "Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn còn ở Đại La Thiên, ta còn có thể buông tha ra mặt đi cầu hắn hỗ trợ hóa giải. Thế nhưng ngay cả hắn cũng không ở..." Tam đức của Phật đột nhiên nói: "Sư Tôn, còn có một người có lẽ có thể bảo hộ bình an được." Khổ hạnh giáo chủ nhìn hắn, tam đức của Phật cười nói: "Sa môn thời đại có khổ hạnh cùng khổ trúc hai vị thiên tôn, còn có một vị thiên tôn là khổ chu vẫn còn sống. Khổ chu thiên tôn ở đời này tên là Nguyên Dục, cũng chính là vạn tượng đạo tổ. Năm đó các ngươi đều là sư huynh đệ, vì sao không đi gặp hắn vậy?" Thần sắc khổ hạnh giáo chủ khẽ động nói: "Thực lực của vạn tượng đạo tổ không tầm thường, đã là tuyệt đỉnh bên trong đạo tôn. Tuy rằng ta cũng trở thành đạo tôn, thì nhưng kém hắn một bậc. Nếu được hắn tương trợ, nhất định có thể vượt qua trận kiếp số này. Thế nhưng hiện giờ, hắn kỳ quái dị thường, đã không còn là khổ chu thiên tôn năm xưa nữa rồi." Mọi người vội vàng khuyên nhủ: "Được hay không, sự do người làm." Khổ hạnh đứng dậy, đi Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Dù hắn vội vàng thế nào, thế nhưng còn chưa chạy tới được Nguyên Dục Thái Cực Thiên, thì tịch diệt kiếp của sa môn thời đại đã lao tới tiên đạo thời đại. Uy lực kiếp số còn mạnh hơn cả đại kiếp nạn của thời đại chú đạo. Khổ hạnh giáo chủ bị tịch diệt kiếp bao phủ. Hắn chính là đạo tôn, tự nhiên vô cùng cường đại, vẫn còn vượt qua cả bản thân khi còn ở sa môn thời đại. Lúc này tế lên tiên thiên khổ trúc, một trượng chấn áp tịch diệt kiếp. Tịch diệt kiếp phản chấn, khổ hạnh kêu dân lên một tiếng đau đớn, cảm ứng được uy lực kiếp số còn lớn hơn ngày xưa rất nhiều. Hắn không khỏi nhíu mày: "Trong kiếp ba lần này còn kèm theo vật khác nữa sao? Lớn mạnh uy lực của kiếp ba hay sao?" "Kiếp ba lần này chỉ nhằm vào một mình hắn, không chết không ngừng. Chỉ cần hắn chưa chết, kiếp ba vĩnh viễn tồn tại, không ngừng ma diệt hắn. Hiện tại kiếp ba còn chưa gây thương tổn khổ hạnh, thế nhưng theo thời gian qua đi, hắn sẽ bị ma diệt tu vi cùng đại đạo. Kiếp uy phát triển mà hắn dần dần suy yếu, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tai kiếp."
Khổ Hạnh vừa chiến vừa đi, rốt cục xông lên Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Chỉ thấy thân hình Vạn Tượng Đạo Tổ đang ngồi rộng lớn bát ngát, đang đem Tịch Diệt Kiếp xông tới chấn áp trong Thái Cực Thiên. Sư huynh, cứu viện! Khổ Hạnh vừa chống đỡ kiếp ba, vừa không người chào. Thần sắc của Vạn Tượng khẽ động, Thái Cực Thiên vận chuyển đem kiếp ba của Khổ Hạnh chấn áp xuống. Khổ Hạnh nhẹ nhàng thở ra, tiến lên phía trước đa tạ. Vạn Tượng khẽ lắc đầu nói: không cần cảm tạ ta, ta cứu ngươi cũng vì lo lắng cho chính mình. Hiện tại Tịch Diệt Kiếp của Tiên Đạo Thể Đại đã mở ra rồi, tương lai ta còn cần sư đệ cùng ta sóng vai mà chiến đấu. Trong lòng Khổ Hạnh giật mình, nghi hoặc hỏi: Tịch Diệt Kiếp thời đại tiên đạo đã khởi động rồi sao? Vì sao sư huynh lại nói như vậy? Bởi vì tất cả những người tu luyện Chú Đạo Đại Đạo cùng Sa Môn Đại Đạo bên trong thời đại tiên đạo đều đã bắt đầu gặp nạn rồi. Vạn Tượng đứng trên bầu trời Thái Cực Thiên, thân hình đột nhiên chứng lớn, hai mắt khủng bố như tinh hệ hướng tiên giới vũ trụ mà quan sát. Khổ Hạnh thế vậy cũng làm theo, biến hóa ngang hàng cùng Vạn Tượng nhìn tới tiên giới vũ trụ. Hai người đều là đạo tôn, tu vi thực lực cực kỳ hùng hậu, đạo quân bình thường cũng không thể xem hết tiên giới, không thể thấy được quá xa. Thế nhưng tuy rằng họ cũng không xem hết được tiên giới, vẫn mạnh hơn những đạo quân khác rất nhiều. Hai vị đạo tôn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tiên giới vẫn phồn minh hưng thịnh, không hề thấy có vẻ suy bại tiêu điều. Khổ Hạnh đang định lên tiếng hỏi, đột nhiên chứng kiến có đạo sĩ tu tiên đột ngột chết thảm, thình lình lâm vào thiên nhân ngũ suy, thân tử đạo tiêu, cuối cùng ngay cả thân thể thần hồn đều hóa thành tro tàn. Những đạo sĩ tử vong phần lớn là người tu luyện Chú Đạo cùng Sa Môn trong thời đại tiên đạo này. So sánh với vô số sinh linh trong tiên đạo thời đại hiện nay, đạo sĩ tử vong không đáng kể, cũng không tạo ra bao nhiêu chú ý. Khổ Hạnh hít sâu một hơi lạnh, những người kia tu luyện Sa Môn cùng Chú Đạo Đại Đạo, bởi vậy khi kiếp ba đã tới liền bị lâm vào bên trong Tịch Diệt Kiếp. Tịch Diệt Kiếp không chỉ đơn thuần đuổi giết cường giả đào thoát kiếp số thời tiền sử, mà là muốn tiêu diệt đại đạo tiền sử, thậm chí là muốn giết đại đạo tương dung với thời đại tiên đạo. Hey, đạo sĩ còn chưa thành tiên, tu vi là yếu kém nhất, bởi vậy cũng là người đầu tiên gặp nạn. Ngoài ra trong tiên nhân, phàm là người tu luyện Chú Đạo cùng Sa Môn Đại Đạo cũng sẽ lâm vào tịch diệt. Thế nhưng bởi vì họ mạnh hơn đạo sĩ vô số lần, tu vi đại đạo tạm thời áp chế Tịch Diệt Kiếp trong thân thể, không chết ngay lúc này. Nhưng mặc dù là như vậy, tu vi của họ cũng chậm rãi bị hao mòn, thực lực càng ngày càng suy sụp. Mãi tới khi nào không còn chịu nổi mà thiên nhân ngũ suy sẽ thân tử đạo tiêu. Vạn Tượng trầm giọng nói: Khổ Hành sư đệ, đây chỉ mới là Chú Đạo cùng Sa Môn Đại Đạo. Nếu như một đám kiếp ba tiền sử đã tới, ngay cả đạo thần, yêu đạo, ma đạo, thiên đạo, huyền đạo hay xiển đạo đại đạo bên trong thời đại tiên đạo, cơ hồ toàn bộ đại đạo trong thời đại tiên đạo này, xem như đem toàn bộ tiên ma đạo sĩ khắp cả thời đại này toàn bộ bắt gọn, cho nên ta mới nói Tịch Diệt Kiếp của tiên đạo đều đã mở ra. Khổ Hạnh trừng lớn mắt, qua thật lâu sau mới chậm rãi thở ra, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói: Sư huynh nói không sai, thật sự chúng ta nên đứng thành hàng. Lời của hắn vừa thốt ra, ngay cả bản thân cũng không nhịn được dùng mình, cảm ứng được sát khí vô tận trong giọng nói của mình. Giữa lúc hoảng hốt nhưng nhìn thấy được biển máu khôn cùng, thần thi tiên thi chìm nổi trong huyết hải. Vạn Tượng nhìn hắn, khen ngợi nói: Sư đệ có thể sống tới bây giờ, quả nhiên trí tuệ không phải người thường. Người có thể nói ra lời đứng thành hàng, đủ thấy ngươi đã lĩnh ngộ thần tủy sinh tồn. Khổ Hành lộ ra vẻ xấu hổ, thở dài nói: Thế nhưng vẫn không bằng sư huynh, sớm đã đứng đội rồi. Không, ta chỉ là không tin đế cùng tôn có thể hoàn toàn thoát khỏi Tịch Diệt Kiếp mà thôi. Vạn Tượng có chút tự phụ, lạnh nhạt nói: Chỉ là ta thật không ngờ Tịch Diệt Kiếp của tiên đạo thể đại lại tới bằng phương thức này. Khổ Hạnh lẩm bẩm nói: Ta cũng thật không ngờ. Trận kiếp số này đến còn hung mãnh hơn trong dự đoán của họ, hơn nữa không có quy luật. Dựa theo pháp tắc mà nói, đầu tiên hẳn phải là kiếp ba của Chú Đạo thể đại, theo sát phía sau là ma đạo, yêu đạo, thần đạo, nhân đạo,
hồn đạo, cự linh, kế tiếp mới là sa môn. Mà lần này sau chú đạo lại tới sa môn, hoàn toàn không hề có chút quy luật nào, làm cho người ta không kịp phòng bị. Hiện giờ trong ma giới, tịch diệt đại chiến với đế tôn, lại có thật nhiều tịch diệt đạo quân quyết chiến cùng đạo tôn tiên ma giới. Hơn nữa kiếp ba liên tục tràn tới, đạo sĩ tiên giới không ngừng điêu linh mà tử vong. Vạn tượng đột nhiên nở nụ cười. Tịch diệt kiếp tiên đạo thời đại, muốn không tới cũng rất khó. Hết thảy mưu đồ của đế và tôn đều chỉ là vô dụng. Kết quả vẫn là giết sạch cả một thời đại mới có thể có hy vọng vượt qua kiếp số được. Khổ hạnh nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên biển máu khôn cùng. Ngữ khí của vạn tượng tràn ngập mùi máu tanh, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Sát khí của vạn tượng quá nặng rồi. Bên trong 99 chư thiên, Thanh Liên vừa đánh nát một chiếc chuông bên trong chất chứa tịch diệt kiếp thần đạo thời đại. Mông Tốn đạo chủ đang khổ tu trong tiên giới lập tức cảm ứng được kiếp số, chỉ cảm thấy kiếp ba nhanh chóng tới gần, sắc mặt không khỏi kịch biến. Hắn chém giết thần mẫu, cho nên sinh linh thần đạo thời đại được giải phóng, đầu thai tới tiên giới mới, mọc lên như nấm vậy. Mặc dù có không ít sinh linh thần đạo vẫn bái dưới tên của hắn là môn hạ, thế nhưng vẫn có vô số sinh linh biến thành sinh linh cùng cường giả thời đại tiên đạo, cắm rễ trong thời đại này, trải rộng cả vũ trụ hồng hoang. Không ít người đã xây dựng bộ lạc, đế quốc, thậm chí có người thành tiên, chứng được tiên quân, thiên quân cũng không ít. Hơn nữa, đã có 3 sinh linh thần đạo thời đại chứng được đạo quân. Ta không có khả năng bảo hộ thần vương chư thiên, chỉ đành đi mời cha mẹ ta đến tương trợ vậy. Thần thức vừa động, Mông Tốn lập tức thông báo cho Càn Nguyên đạo tôn cùng Tử Hạm đạo mẫu trên Huy Huyền Dục Thiên. Bởi vì Huy Huyền Dục Thiên cách thần vương chư thiên không xa, Càn Nguyên cùng Tử Hạm đang ở chung một chỗ, nghe tin lập tức tiến đến. Mông Tốn đạo chủ mồ hôi ướt đẫm, khàn giọng nói: Hiện giờ bản thân ta khó mà bảo toàn, khó có thể giữ gìn sinh linh thần vương chư thiên, chỉ đành thỉnh nhị lão ra tay tương trợ. Không phải nói kiếp ba lần này cũng phải chờ đợi vài chục năm sau mới phát tác hay sao? Tử Hạm nhíu mày hỏi. Thanh niên tiên tôn tự mình suy tính tuyệt đối không thể sai được. Càn Nguyên gật đầu nói: Năm đó ân sư tiên tôn suy tính kiếp số lần này, cho dù là kiếp ba chú đáo cũng cần hơn 10 năm mới tới được, mà kiếp ba thời đại khác càng lâu hơn. Vì sao kiếp ba thần đạo nhanh như vậy đã buông xuống rồi? Ta cũng không biết được. Thế nhưng trận kiếp số này tuyệt đối là bởi vì người làm ra. Giết, nhất định phải giết chết tên đầu xó gây nên chuyện này. Sắc mặt Mông Tốn âm tình bất định, tựa hồ có xu thế điên cuồng. Tử Hạm vội vàng đánh ra một đạo linh quang. Mông Tốn bị một kích đánh trúng, thần trí tỉnh táo lại nói: Hiện giờ ta chỉ có thể bảo vệ sinh linh của thần vương chư thiên, còn những sinh linh thần đạo rơi rụng khắp tiên ma nhị giới thì... Ở kiếp trước, hắn vì sinh linh thần đạo thời đại mà tận lực dễ dụa, tìm đủ mọi cách, thậm chí liên hợp với đạo quân khác, tạo ra thần khí, tạo hóa như thần mẫu đạo quân để vượt qua tịch diệt kiếp thời đại thần đạo. Thần mẫu đạo quân cắn nuốt cơ hồ toàn bộ sinh linh thần đạo, khiến cho hắn lập tức nổi điên, đần độn, biến thành một ma đầu ẩn hiện trong hỗn độn. Đời này Mông Tốn rốt cục đạt được ước muốn, đem sinh linh thời đại thần đạo trong cơ thể thần mẫu đạo quân phóng xuất ra, mà nay không nghĩ tới kiếp số âm hồn bất tán lại một lần nữa buông xuống. Mà bây giờ hắn đã mạnh hơn kiếp trước rất nhiều, thậm chí luyện thành linh bảo, nhưng hắn lại vô lực cứu vớt sinh linh thần đạo thời đại, chỉ có thể bảo hộ được những người nương náu dưới cánh chim của mình. Càn Nguyên trầm mặc, tế lên Hồng Mông Kim Phiên. Hiện giờ hắn đã tu luyện tới trình tự linh bảo. Tử Hạm cũng tế lên linh bảo, dù sao hơn 1 tỷ năm khổ tu cũng không tầm thường. 3 đạo tôn đủ ứng phó với trận kiếp số này. Tại sao lại như vậy? Vì sao? Vì sao đấy? Trong lòng 3 người lẩm bẩm nói: Vì sao kiếp số đột nhiên buông xuống, làm cho người ta không có thời gian chuẩn bị như vậy? Kiếp 3 thần đạo mạnh mẽ xuất hiện, bao phủ thần vương chư thiên. Nơi này có 3 đạo tôn trấn áp, đủ bảo hộ toàn bộ sinh linh bình an. Thế nhưng ở những nơi khác trong tiên ma vũ trụ, các sinh linh chuyển kiếp từ thần đạo thời đại lần lượt tử vong, thi thể ở khắp nơi. Ngay sau đó, cả
cả thi thể cũng bị tịch diệt cắn nuốt, biến thành trọc khí hung lệ nhất trong thiên địa. Ông trời thật bất công mà, thật bất công mà. Ngoại trừ thần vương chư thiên, mặc kệ là địa phương nào, kể cả ba vị đạo tôn chuyển kiếp, chống cự được vài ngày, cũng chết thảm, hoàn toàn bị ma diệt. Ba đạo quân hoàn toàn vẫn lạc. Trước đạo quân điện, ánh mắt Giang Nam lúc dừng trên tịch diệt thiên luân, khi thì dừng trên kiếp ba đang tràn tới, sắc mặt âm tình bất định. Sắc mặt vô cực thiên tôn kinh nghi bất định, sự tình phát triển có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Dù hắn tự cao, thế nhưng gặp phải cảnh tượng trước mắt cũng có chút không biết phải làm sao. Tịch diệt toàn lực thúc dục tịch diệt đại đạo, khiến 22 kiếp số lao tới với tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng thúc đẩy chú đạo, sa môn cùng thần đạo kiếp 3 bùng nổ, lại bởi vì ba chiếc chuông bên trên tịch diệt thiên luân bị vỡ nát. Thanh Liên tiên tôn đánh nát một chuông, đem tịch diệt kiếp bên trong chấn áp xuống. Thế nhưng tịch diệt kiếp trong ba chuông lại là một bộ phận của tịch diệt kiếp các thể đại. Hắn chấn áp tịch diệt kiếp bên trong, thế nhưng lại không chấn áp được cảm ứng giữa tịch diệt kiếp. Vì vậy, ba trận kiếp ba kia mới nhanh chóng dũng mãnh tràn vào trong thời đại tiên đạo. Mà vào lúc này, Thanh Liên lại đánh tới chiếc chuông thứ tư. Giang Nam không nhịn được nữa, đột nhiên rút lên Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm, dùng sức ném đi. Nguyên Thủy Đại La Bảo Kiếm hóa thành một đạo lưu quang thẳng tới ma giới, bổ thẳng vào thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên. Trong nháy mắt hắn động thủ, đạo không cùng vô cực đồng thời cảm ứng hướng hắn mà ra tay. Giang Nam lật tay đối chiến với hai người vây công, thân hình đại chấn, lô bồng oanh một tiếng nổ tung. Đột nhiên nguyên mẫu chật động, một chưởng đánh lên sau lưng của vô cực thiên tôn. Thân hình vô cực chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bốn người lướt qua nhau, động tác nhanh nhẹn hạ sát thủ với đối phương. Bốn thiên tôn vừa động thủ liền không thể dừng lại, nếu không sẽ bị đối phương đánh cho trọng thương, chỉ đành tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trong tay Giang Nam không có bảo kiếm, nhất thời rơi vào hạ phong. Mà nguyên mẫu dù là thiên tôn nhưng lại kém hơn vô cực cùng đạo không một bậc, dù hai người liên thủ thế nhưng vẫn bị áp chế. Lúc này bảo kiếm thẳng tắp quét về hướng thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên, giờ khắc này đã đi tới trước hai nguyên thủy bảo vật. Chành một tiếng, kiếm quang dựng lên, hai thần vật bị chém không ngừng lay động, phong ấn 99 chư thiên lập tức lộ ra sơ hở. Tịch diệt mà làm sao không bắt lấy cơ hội này đây. Xoẹt một tiếng, tịch diệt vươn người đứng dậy, hóa thành tịch diệt linh quang, oanh kích lên hai thần vật, rứt cục làm cho hai thần vật chia lìa, mà tịch diệt cũng nhân cơ hội này mà đào thoát đi. Đế Lân quát lên một tiếng, khánh vân bay ra cuốn lấy tịch diệt linh quang, lập tức bị luyện hóa thành tro bụi, nhưng tịch diệt cũng nhân cơ hội chạy thoát khỏi hai người phong tỏa. Nguyên Thủy Tiên Tôn, lại là ngươi! Thanh Liên Tiên Tôn giận dữ, thu Hồng Mông Thanh Liên này, chụp lấy tịch diệt thiên luân chấn áp xuống. Sắc mặt hắn xanh mét, vung liên hoa đánh bay bảo kiếm quát mắng: "Ta sớm biết ngươi lỏng muông dạ thú rồi, còn tự mình đi Đại La Thiên hỏi ngươi, yêu cầu ngươi đừng phá dối. Ngươi đã đáp ứng ta, hiện giờ ngươi lại lật lọng, không đáng là ngươi. Bậc này hung đồ, giết cho thống khoái vậy." Lúc này Đế Lân đã đuổi theo tịch diệt, Thanh Liên tức giận cao giọng quát lên: "Đế Lân, ngươi đối phó với tịch diệt đi, ta đi giết tên lật lọng kia." Dứt lời, hắn thẳng người nhảy vào thời gian, đi thẳng tới đạo quân điện. Tịch diệt đạo nhân đột nhiên cười ha ha, cao giọng nói: "Thanh Liên lão nhân, ta đã thoát khốn rồi, các ngươi đừng hòng tiếp tục làm khó dễ được ta. Tịch diệt thiên luân, báo, báo, báo." Thanh Liên vừa rơi vào trong thời gian, tịch diệt thiên luân đột nhiên chấn động, từng chiếc chuông thình thịch mà nổ tung. "Tịch diệt, ngươi hủy tiên thiên chí bảo, gợi lên tịch diệt kiếp, có thể tổn thương ta được hay sao?" Thanh Liên vung tay, đem tịch diệt kiếp chấn áp xuống, cất bước đi tới đạo quân điện. Đợi khi hắn đi tới đạo quân điện, mấy chuông cuối cùng nổ tung, thế nhưng vẫn bị hắn thản nhiên nâng tay, chấn áp không chút sợ hãi. "Người muốn chết sao?" Trong lòng vô cực lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn chiếc chuông nổ tung, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn về thời gian quá khứ. Chỉ thấy tịch diệt kiếp đã khởi động, hướng thời đại tiên đạo đánh tới. Không những đánh về hướng thời đại tiên đạo, còn đang đánh thẳng vào đạo quân điện.